Thưa quý vị, hưởng ứng phát động của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bà Rịa đã phát động tuần lễ áo dài tại địa phương. Trong tuần lễ áo dài từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bà Rịa khuyến khích cán bộ hội viên phụ nữ các cấp mặc trang phục áo dài khi đến cơ quan công sở. Đồng thời, các cấp hội tổ chức hoạt động tuyên truyền tôn vinh áo dài Việt Nam với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực.